Bản tin trưa 28 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Ninh và Bắc Giang chiếm 36 ca, 4 ca còn lại ở Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam và Hà Nội. Thông tin chi tiết các ca mắc mới, bệnh nhân 6.357 ghi nhận tại Hải Dương là bệnh nhân nam, 5 tuổi, là F1 của bệnh nhân 5.278 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27 tháng 5 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 6.358 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên, bệnh nhân nữ, 53 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, là F1 của bệnh nhân 3.168 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27 tháng 5 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Bệnh nhân 6.359 ghi nhận tại Hà Nam, bệnh nhân nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại huyện Lý Nhân, là F1 của bệnh nhân 4.161 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27 tháng 5 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân 6.360 ghi nhận tại Hà Nội, bệnh nhân nữ, 11 tuổi, địa chỉ tại quận Long Biên, là F1 của bệnh nhân 5.601 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27 tháng 5 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 6.361 đến 6.373 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, 8 ca liên quan đến ổ dịch các khu công nghiệp, 5 ca liên quan đến ổ dịch xã Mão Điền đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27 tháng 5 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 6.374 đến 6.396 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu phong tỏa liên quan đến các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Số người cách ly 162.618, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 5.370, cách ly tập trung tại cơ sở khác 32.659, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 124.589. Về tình hình điều trị, có 43 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi ở nước ta lên 2.896 ca. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 112 ca, lần 2 41 ca, lần 3 70 ca. Số ca tử vong 46 ca. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.